nếu có chúng sanh nào quy y cúng dường vua trời Đại Từ Tại Thiên, con sẽ hóa thân thành vua trời Đại Từ Tại Thiên mà giáo hóa họ hành thập thiện nghiệp đạo. Đối với tính chúng của Bát Tý Thiên Vương, con sẽ hóa thân làm Bát Tý Thiên Vương để giáo hóa họ hành thập thiện nghiệp đạo. Đối với Nhật Nguyệt, Đại Bàng Kim Suý Điểu, cho đến tính chúng của Đại Phạm Thiên Vương, con sẽ hóa thân giống như họ để khuyên họ hành thập thiện nghiệp đạo. Nếu thấy chúng sanh bị đói rét bức bách, con sẽ lấy máu thịt của mình để bố thí cho họ, khiến được no đủ. Nếu gặp phải những chúng sanh phạm các tội lỗi, sắp chịu hình phạt bức bách, con đều xả thân tương cứu. Bạch Đức Thế Tôn, trong đời vị lai có những chúng sanh lìa các căn lành, khiếm khuyết thiện căn. Khi con hạnh Bồ Tát đạo, tinh cần tu tập chịu khổ não bức bách. Ngày trước con khuyên những người làm điều ác, không làm việc lành. Diễn ly thánh tài của chư Phật, tạo tội ngũ nghịch. Quỷ hoại chánh pháp, quỷ bán thánh nhân, làm việc tà kiến, tội của họ cao hơn núi, sâu hơn biển. Chúng sanh sống trong thế giới không có Phật, thường bị tà đạo che khuất. Con khuyên họ phát tâm làm Phật, thực hành sáu ba la mật, an trụ ở chỗ bất thoái chuyển. Tu hành như vậy, trải qua số A Tăng Kỳ Kiếp nhiều như số cát sông Hằng, bước vào nửa sau của số A Tăng Kỳ Kiếp lần thứ hai cũng nhiều như số cát sông Hằng. Vừa mới bắt đầu hiền kiếp, khi ông Quả Mang Bồ Tát thành tựu chánh giác, hiệu là Câu Lưu Tôn Như Lai, họ đều ở trong di trần số thế giới chư Phật mười phương, công đức viên mãn, thành tựu chánh giác, giảng kinh thuyết pháp hóa độ chúng sanh. Từ đó khiến cho những chúng sanh trên con đường tu hành vô thượng chánh đẳng chánh giác trồng nhiều thiện căn, xuất ly ác đạo, rộng tu tất cả pháp lành,
an trú dung bồn công đức và trí huệ, khiến cho công đức sớm viên mãn. Những điều này cho con thấy được. Bạch Đức Thế Tôn, nếu có chư Phật ở khắp mọi nơi, sai chúng sanh đến chỗ Phật để được thọ ký, khiến họ tức thời được Đà La Ni Tam Muội nhẫn nhục, thứ đệ chứng lên quả vị Bồ Tát, đều theo ý nguyện của mình mà nhiếp thọ vô lượng vô biên quốc độ của chư Phật trong mười phương. Tất cả những chúng sanh này đều do ngày xưa con đắc lực giáo hóa. Thời kỳ hiền kiếp, khi Đức Câu Lưu Tôn Như Lai trụ thế, các vị Bồ Tát này đều ở trong thế giới của chư Phật như di trần trong mười phương thành tựu Phật vị. Họ thành đạo, trụ thế, giảng pháp, độ chúng sanh vân vân. Nguyện cho con đều được nhìn thấy. Bạch Đức Thế Tôn, khi Đức Câu Lưu Tôn Như Lai thành tựu chánh giác, con sẽ đem nhiều phẩm vật cúng dường đến đó cúng dường Đức Phật. Sau đó xin dạy nhiều pháp tắc cho hàng xuất gia. Nghe rồi y giáo phụng hành, trì giới thanh tịnh, quảng học đa văn, chuyên tu tam muội, cần hành tinh tấn, thuyết pháp vi diệu. Tất cả phương pháp tu tập ngoài Như Lai ra, không ai có thể vượt hơn được. Khi đó có rất nhiều chúng sanh căn cơ ngu độn, không có thiện căn, tư tưởng quan niệm sai lầm, không hành chánh đạo, tạo tội ngũ nghịch, hủy hoại chánh pháp, phỉ báng thánh hiền, tội ác nặng nề chồng chất như núi lớn. Khi đó con cũng vì những chúng sanh này giảng nói chánh pháp, khiến họ cải ác hướng thiện, trồng nhiều thiện căn. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, tự nhiên con sẽ tiếp tục ở lại mà làm vô số Phật sự. Đến thời kỳ Na Già Ca Mâu Ni Như Lai và Ca Diếp Như Lai, con cũng vẫn hành Bồ Tát đạo như thế. Mãi cho đến khi tuổi thọ con người chỉ còn 1000 tuổi, con giáo hóa tất cả chúng sanh, quảng tu cúng dường Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Trải qua đủ ngàn năm rồi, liền sinh lên cõi trời, vì chư thiên giảng thuyết chánh pháp, khiến cho tất cả đều được đều phục.
Cho đến khi tuổi thọ con người chỉ còn 120 tuổi, chúng sanh khi đó rất ngu si, luôn tự mãn về dung mạo xinh đẹp và được sinh trong dòng tộc cao quý, chạy theo dục vọng không bao giờ biết đủ của mình, keo kiệt tật đố, đọa lạc trong đêm dài tăm tối của đời năm ác trược, không biết hổ thẹn, cho đó là duyên. Chủng tội ác càng diễn càng mạnh, việc cần làm thì không làm, việc không nên làm thì lại tranh nhau làm. Ngu si chỉ lo việc trước mắt mà không hề nghĩ đến tương lai. Những chúng sanh đó bị tà tri tà kiến che khuất, viễn ly thánh tài của chư Phật, bất hiếu với cha mẹ,